Ngày 22 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo 100 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, bằng thủ thuật chiếm đoạt tài sản qua mạng, những kẻ lừa đảo đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản, sau đó huy động người thân nạp tiền vào tài khoản. Nhóm này sau đó lấy tiền từ tài khoản của bà Hương mỗi lần vài chục tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, qua báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Đồng Nai, nhóm lừa đảo đã lấy hơn 100 tỷ đồng trong tài khoản. Bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nhơn Trạch xác nhận, đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản, số tiền bị chiếm đoạt nằm trong tài khoản, chứ bản thân bà không thực hiện chuyển tiền. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 22 tháng 3, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt được Lê Thị Vĩ, 26 tuổi, trú tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng trước đó đã giả vờ mua hàng, nhờ người dân chuyển khoản số tiền 290 triệu đồng, rồi leo lên mái nhà tẩu thoát. Theo kết quả điều tra, ngày 15 tháng 3, Lê Thị Vĩ đến một cửa hàng điện thoại tại thị trấn La Hà, giả vờ mua điện thoại. Tại đây, đối tượng trò chuyện với chủ cửa hàng để tạo lòng tin, sau đó nhờ chủ cửa hàng chuyển giúp 10 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng. Ngay khi giao dịch hoàn tất, Vĩ đã trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chủ cửa hàng điện thoại. Đến chiều ngày hôm sau, cũng với thủ đoạn tương tự, Vĩ lại đến cửa hàng điện thoại nói trên nhờ chủ cửa hàng chuyển khoản giúp 290 triệu đồng. Do tin tưởng, chủ cửa hàng tiếp tục giúp Vĩ chuyển tiền. Ngay khi số tiền được chuyển thành công, đối tượng lấy lý do muốn đi nhờ nhà vệ sinh, đi vào phía sau cửa hàng điện thoại, rồi lên tầng 2, trèo sang mái nhà bên cạnh tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa đã tiến hành truy tìm đối tượng lừa đảo và bắt được Vĩ tại một huyện miền núi, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Tại cơ quan công an, Lê Thị Vĩ khai số tiền chiếm đoạt được đã dùng để chơi game và đánh bạc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Thưa quý vị, vụ chủ thẻ tín dụng Exim Bank nợ 8,5 triệu đồng, phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm đã có phương án giải quyết khi hai bên làm việc với nhau. Lãnh đạo ngân hàng Exim Bank cho biết, cán bộ làm việc tương đối máy móc, gửi thông báo tới khách hàng khi chưa được lãnh đạo phê duyệt, nên ngân hàng sẽ không thu khoản nợ 8,8 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Exim Bank, chính sách lãi phí của thẻ tín dụng được ngân hàng xây dựng dựa trên thông lệ thị trường, xét đến yếu tố cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trong vụ khách hàng nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành nợ xấu hơn 8,8 tỷ đồng, ông Vũ cho biết, theo quy trình xử lý nợ thẻ quá hạn, cán bộ phụ trách phải căn cứ vào quá trình nợ để đề xuất lãnh đạo mức lãi và phí phù hợp. Mức phí này cần được trình cấp lãnh đạo duyệt rồi mới gặp hoặc thông báo với khách hàng. Tuy nhiên, trường hợp khách hàng trong trường hợp vụ việc này thì cán bộ thực hiện đã máy móc chưa làm theo quy trình này. Sau vụ việc này, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng, rà soát lại những khách hàng chủ thẻ không sử dụng, làm việc, thống nhất với họ để tránh trường hợp tương tự. Hàng trăm tiểu thương ở chợ Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bất ngờ nhận thông báo phải di rời. Nhiều người bán tháo hàng hóa, nhưng vẫn còn nhiều tiểu thương cố bám trụ để bán nốt số hàng đã nhập do chưa tìm được nơi kinh doanh mới. Trước đó, vào các ngày 22, 23 và 24 tháng 2, Ban Quản lý chợ đã đưa ra thông báo các hộ kinh doanh ở đây phải di rời và đóng một số cổng ra vào. Ngay ngày hôm sau đó, tức là ngày 25 tháng 2, điện và nước liền bị cắt và chỉ còn một cổng duy nhất để đi lại. 300 tiểu thương được yêu cầu hoàn tất công việc vận chuyển hàng hóa đi nơi khác, hoàn tất trong ngày 29 tháng 2. Thông tin di rời khẩn cấp khiến cho các tiểu thương buộc phải bán tháo hàng hóa. Phần lớn những ký ốt trong chợ những ngày này đã trống trơn. Một vài chủ hàng bán đồ khô, quần áo vẫn cố bám trụ lại vì chưa biết phải dọn hàng đi đâu. Do thời điểm nhập hàng để bán dịp Tết nên số hàng tồn còn khá nhiều và để đẩy nhanh tiêu thụ hàng hóa, nhiều hộ đã phải treo biển thanh lý bán tháo. Chợ Mai Động lâu đời và sầm uất bậc nhất quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nơi đây sẽ được giải tỏa để phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh. Tuy nhiên, dự án này vẫn trì trệ do vướng giải phóng mặt bằng từ các hộ dân thuộc địa bàn phường Yên Sở và Mai Động. Thực hiện theo di nguyện của người bạn quá cố, hai người đàn ông quốc tịch Anh đã dùng cho cốt làm mồi và câu được con cá chép xiêm nặng 82 kg. Theo truyền thông địa phương, Ron Harper, 64 tuổi, đến từ thành phố Hull của Anh,
qua đời vì bệnh ung thư trước khi tham gia chuyến du lịch Thái Lan cùng hai người bạn là Paul Feibrat và Cliff Dale. Trước khi qua đời, Hopper đã nhắn nhủ nhóm bạn rằng nếu ông không thể đi du lịch thì nhờ Feibrat và Dale mang một nửa cho cốt sang Thái Lan, rác xung quanh hồ cầu. Phần cho cốt còn lại để vợ ông rác ở bờ biển Grenada, một quốc gia địa trung hải. Paul Feibrat cho biết, khi được Hopper nhờ cậy, ông đã đưa ra một ý tưởng táo bạo, đó là dùng cho cốt làm mồi nhử để câu một con cá lớn. Điều không ngờ là ý tưởng này đã được Hopper tán thành. Để bày tỏ lòng kính trọng đối với người bạn quá cố, hai người đã làm theo di nguyện. Feibrat và Dale để cho cốt vào một hộp kín, mang lên máy bay để đến Thái Lan. Khi tìm được địa điểm thả câu, hai người bắt đầu mở hộp, tiến hành làm mồi trộn. Chuyến đi kéo dài 9 ngày đã được đền đáp khi Feibrat và Dale câu được con cá chép xiêm nặng 82 kg. Hai người đã phải mất 3 giờ đồng hồ vật lộn mới có thể đưa được con cá lên bờ. Cá chép xiêm là loài cá chép lớn nhất thế giới, được tìm thấy ở các lưu vực sông của châu Á, đặc biệt là ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam. Đây là loài cá lớn nhất trong họ cá chép, còn được gọi với biệt danh là mẹ của các loài cá chép. Trọng lượng lớn nhất của loài này có thể đạt lên đến 300 kg. Cách đây 15 năm, các nhà khảo cổ Trung Quốc trong lúc khai quật mộ cổ thiền sư Nghiêm Cự Quang đã bất ngờ nhìn thấy quái thú bí ẩn còn sống chạy vụt qua. Theo các nhà nghiên cứu, thiền sư Nghiêm Cự Quang sống vào thời nhà Minh. Sau khi viên tịnh, thi hài của ông được an táng trong một ngôi mộ đặt ở trên núi Thiên La, thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2009, ngôi mộ của thiền sư Nghiêm Cự Quang được xếp hạng di tích văn hóa trọng điểm của thành phố. Sau đó, các nhà khảo cổ quyết định khai quật ngôi mộ của vị thiền sư này để kiểm tra, đánh giá tình trạng hiện tại và đưa ra kế hoạch trùng tu, sửa chữa để bảo vệ di tích. Nhóm khảo cổ cho biết, ngôi mộ của thiền sư Nghiêm Cự Quang dài khoảng 6m và rộng 3m. Cửa ngôi mộ bị hư hại, hoa văn trên tường đã phai màu và bị bào mòn theo năm tháng. Theo tài liệu ghi chép, ngôi mộ của thiền sư Nghiêm Cự Quang từng bị trộm mộ ghé thăm. Do vậy, cuộc khai quật nhằm đánh giá chính xác những hư hại trong ngôi mộ. Khi tiến vào bên trong, nhóm nghiên cứu không tìm thấy hiện vật gì giá trị ngoài một tấm bia khắc thông tin cuộc đời của thiền sư Nghiêm Cự Quang. Điều này khiến các nhà khảo cổ tin rằng những kẻ trộm mộ đã lấy đi những món đồ tùy táng giá trị. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách trong ngôi mộ cổ. Bất ngờ họ nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. Khi cầm đèn chiếu vào, những người có mặt thấy bốn đốm sáng màu xanh lóe lên, rồi hai quái thú bên trong chạy vụt ra ngoài. Từ hình ảnh chụp lại, các chuyên gia xác định hai quái thú sống trong mộ cổ là lửng chó. Lửng chó là loài chó hoang dã, có khuôn mặt giống gấu mèo. Ở môi trường tự nhiên, lửng chó thích sống trong rừng, nơi cây cối rậm rạp và những khu vực tiếp giáp với nước. Đây là loài ăn tạp, ăn các nguồn thức ăn như động vật gặm nhấm hoặc quả mọng. Lửng chó là loài duy nhất ngủ đông, chung thủy một bạn tình và thường sống theo cặp.